Minh Di, con dâu sòng bạc Ma Cao mang bầu lần hai, máy đẻ cho nhà giàu là có thật. Mới đây, Trang Quy Quy đưa tin siêu mẫu đỉnh đám Minh Di, con dâu trùm sòng bạc Ma Cao Hà Hồng Sân đã mang thai lần hai. Thông tin gây bão khắp mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận chúc mừng thiếu gia Hà Du Quân sắp được đón thêm một bé cưng nữa, không ít ý kiến cho rằng Minh Di đích thị là máy đẻ cho nhà giàu vì con đầu lòng của cô chỉ mới 1 tuổi rưỡi. Trên Weibo, Minh Di chia sẻ hình ảnh ông xã cùng cậu con trai nhỏ Ronaldo tặng bó hoa xinh xắn cùng dòng nhắn: "Sau này cứ tới ngày của mẹ là tôi có thể nhận được 2 bó rồi." Ngay lập tức, Hà Du Quân đã chia sẻ ngay bài viết của vợ kèm dòng nhắn: "Địa vị trong gia đình của tôi lại thấp đi một bậc rồi." Kèm theo đó là 4 trái tim đỏ chót tượng trưng cho gia đình 4 người đầm ấm. Chắc chắn cả anh và bà xã đều đang nóng lòng trở thành viên thứ tư chào đời. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung bàn tán rôm rả. Vậy là tin đồn đã trở thành sự thực, Minh Di mang đầu lần hai sống ghê. Cô ấy cũng không còn trẻ nữa, chắc là vì muốn sinh sớm để có sức khỏe tốt cho cả mẹ và bé. Ha ha, hóa ra máy đẻ cho nhà giàu là có thật, coi trường thành Ngô Bội Từ thứ hai đấy. Được biết, tiểu quý tử Ronaldo kiêm cháu đích tôn đời thứ 5 nhà họ Hà, sinh vào tháng 10 năm 2019, cho tới bây giờ bé mới chỉ mới 1 tuổi rưỡi. Trước đó, Minh Di khiến dân tình nhiều lần nghi ngờ bởi luôn lộ diện trước công chúng với hình ảnh có phần đẫy đà và mặc những trang phục rộng thùng thình nhằm che vòng hai lớn. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng đều giữ im lặng khi bị truyền thông đặt dấu hỏi. Hiện chưa rõ bé cưng thứ hai này sẽ là hoàng tử hay công chúa. Tuy nhiên, kể từ khi tin tức được công bố, tiểu bà bối này đã là nhân vật được săn đón của làng giải trí xứ Trung. Đáng nói, trong một chương trình truyền hình diễn ra vào cuối tháng 12 năm ngoái, Hà Du Quân đã bày tỏ mong muốn Minh Di sinh càng nhiều càng tốt vì cho rằng nhà càng nhiều con mới có nhiều phúc. Đặc biệt là mẹ anh, bà Lương An Kỳ cũng đồng ý với điều đó. Lúc này, nữ siêu mẫu vẫn đang mang thai con đầu lòng mới được 5 tháng. Không ngại là mất lòng mẹ chồng, cô thẳng thắn bày tỏ bản thân không muốn làm máy đẻ nên ít nhất là 3 năm nữa mới sinh bé thứ hai. Chính vì vậy, việc Minh Di có bầu lần hai khi con trai mới được 1 tuổi rưỡi khiến không ít người cười nhạo cô. Họ cho rằng Minh Di đang tự vả sau phát ngôn đánh thép ngày trước. Hà Du Quân cầu hôn siêu mẫu Minh Di vào tháng cuối năm 2020, nhưng cho đến nay cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới. Hầu hết, mọi người đều cho rằng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thế nhưng vẫn có ý kiến cảm thán Minh Di chỉ là máy đẻ cho nhà giàu. Mẹ chồng của Minh Di chỉ là vợ tư của ông Hà Hồng Sân, thế nhưng quý tử của cô lại là cháu đích tôn đời thứ 5 của nhà họ Hà, địa vị vô cùng danh giá. Có không ít thuyết âm mưu cho rằng Hà Du Quân chỉ cầu hôn Minh Di khi biết chắc cô mang thai con trai, bởi nếu sinh con gái cũng chẳng giúp ích gì cho bà Lương An Kỳ trong việc tranh giành tài sản thừa kế. Đối với giới siêu giàu Hồng Kông, việc tổ chức một hôn lễ long trọng còn có giá trị hơn tấm giấy đăng ký kết hôn. Có thể nói, hôn lễ càng xa hoa càng thể hiện xem gia đình chồng có hài lòng với cô dâu mới hay không. Ví dụ, con gái Hà siêu doanh của bà Tư từng gây xôn xao với lễ dạm ngõ sắt vàng ròng gây choáng và của hồi môn giá trên trời, ước tính khoảng 800 triệu tệ, 2.654 tỷ. Hôn lễ nghìn tỷ của ái nữ trùm sòng bạc Hà Siêu Quỳnh với Hứa Tấn Hanh được tổ chức suốt 3 ngày 3 đêm với dàn khách mời toàn những ngôi sao Hồng Kông đình đám. Không chỉ hoa tươi được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hà Lan đến Hồng Kông, mà Hà Siêu Quỳnh cũng thay 3 bộ trang phục đắt đỏ trong 3 ngày cưới. Giới truyền thông đánh giá, đây là hôn lễ lớn nhất của Hồng Kông trong thế kỷ 20. Chính vì vậy, việc Minh Di mãi vẫn chưa được tổ chức hôn lễ khiến netizen nghi ngờ cô không được nhà họ Hà chấp nhận làm con dâu danh chính ngôn thuận. Trong thời gian Minh Di đang bụng mang dạ chửa, Hà Du Quân nhiều lần bị phát hiện chơi bời với nhóm bạn, thậm chí thân mật bên gái lạ. Từ lúc mang thai, nàng siêu mẫu đã tới Hồng Kông an dưỡng nhưng lại không được bước chân vào biệt thự cao cấp nhà trùm sòng bạc mà vẫn phải thuê phòng khách sạn. Sau khi sinh cháu đích tôn cho gia tộc trùm sòng bạc, Minh Di được thưởng nóng biệt thự cao cấp trị giá 500 triệu đô la Hồng Kông, 1.600 tỷ, nhưng lại bị giới truyền thông bóc mẽ rằng căn nhà này thực tế được đăng ký dưới danh nghĩa ông xã cô Hà Du Quân. Điều này khiến cư dân mạng tin rằng mẹ chồng bà Lương An Kỳ vẫn không coi Minh Di là người trong nhà. Không chỉ thế, trong khi gia tộc họ Hà tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 98 hoành tráng cho trùm sòng bạc, bà Tư tháng lớn khi để cháu đích tôn đời thứ 5 dâng tặng bánh sinh nhật thì mẹ của bé Minh Di lại chẳng được tới tham dự, chỉ có thể gửi lời chúc bố chồng qua mạng xã hội. Cách đây không lâu, khi trùm sòng bạc Hà Hồng Sân quyên tặng văn vật cho chính phủ, gần như tất cả các thành viên trong nhà họ Hà đều có mặt trong nghi thức trao tặng, nhưng nàng siêu mẫu Victoria's Secret vẫn vắng mặt. Từ những bằng chứng trên, có thể thấy được dường như dù đã sinh được con trai nhưng Minh Di vẫn chỉ có tiếng mà không có miếng mà thôi.